Hello, chào mọi người đã quay trở lại với vlog tiếp theo của mình nhé. Thì hiện tại bây giờ đang là đợt nghỉ lễ ở Việt Nam là 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, thì cũng trùng với anh em mình này là nghỉ tuần lễ vàng mọi người nhé, từ ngày mùng 1 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 5. Nhưng mà mình hôm nay mình cho phép nghỉ trước, thì hôm nay là 30 mình đã nghỉ rồi. Chứ đúng là anh em mình nghỉ từ mùng 1. Thì 30 tháng 4 là ngày giải phóng miền Nam. Thì mọi người ở nhà gia đình tụ tập với nhau ăn uống lễ, thế là anh em mình bên này mỗi mình nghỉ thôi, nhưng mà mình sẽ ở nhà mình chuẩn bị một bữa cơm. Thì hôm nay mình sẽ làm vài cái món Việt Nam mọi người nhá, gần như là món quê luôn Việt Nam luôn đấy, những cái món rất là đơn giản thôi, thì cũng có một chút nguyên liệu để có thể làm được những cái món Việt Nam ấy. Thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem cái nguyên liệu và những cái món mình làm để chuẩn bị cho tối nay anh em mình ăn cơm cùng hưởng không khí vào dịp lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 của mọi người nhá. Thì đây là nguyên liệu hôm nay mình sẽ làm để nấu nhá. Thì có ốc này, mình đã mua được một khay ốc ở siêu thị nhá. Đây xem này, ốc vẫn còn sống yên nhá. Đó, ốc vẫn sống này. Nó đóng vào trong cái rạp bự này nhưng mà nó vẫn còn sống luôn nhá. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ làm một món, đó là món ốc nấu chuối. Ốc nấu chuối xanh. Chuối xanh này thì anh em mình ở Nhật thì họ không bán chuối xanh mọi người. Thì mình mua trên mạng. Thì mua cũng cách đây tháng rồi, nên là mua một nải về thì mình cứ để tủ đông ấy, ăn dần. Thì hiện tại giờ nó cứng nhá. Đây là không phải chuối chuối đột biến đâu nhá. Chuối này chuối để đông nên nó đen thùi lùi như này đấy mọi người. Đó, đây là đậu tí cho vào với chuối, còn đây là mề gà này. Đỗ, đỗ đỗ cô về. Tí mình xào mề gà với đỗ. Đấy, và đây là thêm một nửa con gà nữa, mình, gà dai mình đang cay tua ra, mình để đông mình cay tua ra để chút nữa mình rang sả ớt cho mình nhé. Đấy. Thì những cái món đơn giản thôi đấy, chuối đậu ốc với lại mề gà xào với đỗ với gà rang đấy, ba món đơn giản mà rất là quen thuộc với người Việt Nam. Đây, ốc mọi người. Cái loại ốc này nó to lên thì nó cũng phải to như này nhé, nhưng mà cái con này thì nó vẫn bé. Thì cái loại ốc này mọi người lưu ý này, những ai ở gần biển thì cẩn thận nhé, bắt những con ốc này phải làm biết cách làm, chứ mà để nguyên là con khều ra ăn đấy là bị say nhé, bởi vì trong người nó có một cái hạch ấy, không lấy cái hạch ra nó sẽ bị say ấy. Mình ăn dính hai lần say rồi đấy, mọi người nhá. Ốc rất là béo luôn này, ngập mồm luôn này, mồm nó tràn hết ra ngoài luôn. Đó, thì 230 viên này được có 6 con thì mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ rửa qua đi và cho vào luộc nhé, luộc không đều ra nhé. Rồi giờ mình cho luộc này. Đó. Đấy, giờ trong khi đợi cái ốc kia nó chín thì mình có chuối nhé, đây chuối xanh mọi người này. Bên này siêu thị nó cũng có bán cái loại chuối xanh nhưng mà kiểu kèm theo là vào với lại hoa quả để thờ ấy, nó ít lắm và nó đắt, nên là mình đã đặt trên mạng cái chuối này rồi. Chuối xanh này nó non hơn, nhưng cho chuối kia nó già thì về để mấy hôm nó chín ý, thì nó không ngon. Ăn chuối này nó còn non này. Đấy, đậu rán vàng rồi mọi người, ok. Nhưng món đậu này là được rồi, gắp ra để đây. Tí cái mỡ này mình trước mình xào ốc vậy, xào chuối luôn vào đây. Đấy, để đây đã. Và tiếp theo giờ chúng ta sẽ đi khêu ốc. Mỡ ốc này mình bỏ nhé, mình không dùng đâu. Ốc bốc lên thơm ấy. Cái ốc này anh em mình ăn giống loại con nó đấm vậy cơ. Nhưng mà bé, nhưng mà siêu thị loại nhỏ mà. Rồi ok, để mình khêu này. Lấy cái đầu đũa này mới khêu được không? Được. Thấy không? Ốc to này mà.
Thế nhá, giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cái phần hạch của con ốc rồi nhé. Đây này, con ốc này nó có một cái phần hạch ở giữa lưng này. Mình sẽ phải mổ đôi cái phần đầu ra. Đó. Đây nhá. Đấy, cái phần trắng này mọi người nhìn này. Đây là, đây là những cái phần mà ăn nó sẽ bị xay này. Đấy, trắng trắng hạch hạch ở đầu nó ấy. Thế là mình phải mổ ra, mình lấy nó đi, bỏ nó đi. Đấy. Đó, phần này ăn mà nó say này, ăn nôn nao còn hơn cả say rượu, say bia mọi người nhá. Nhiều ăn nhiều quá là thành ngộ độc đấy, đi viện rửa ruột luôn đấy. Thế là anh em đừng có ăn thấy ốc ở ngoài biển mà ăn, anh em mình dạy hai lần. Lúc đầu cũng không nghĩ là gió ốc nhưng mà nó lại là gió ốc ấy. Lúc đầu chỉ nghĩ là mình uống say thôi nhưng mà không phải. Đó, mọi người lấy nó sạch rồi. Đấy. Con nào cũng thế, con nào cũng có mọi người. Nhưng mà không phải loại ốc nào cũng có mọi người nhé. Chứ có loại ốc này nó có này, còn những loại ốc khác thì mình ăn mấy loại khác nữa rồi nhưng mà không có. Đấy. Đây này, đó, hạch này. Không bỏ đi là ăn là say. Đây mọi người nhá. Gà này, nửa con gà, gà dai, gà nhỏ ấy. Em đặt trên mạng cái loại này nó nhỏ thôi. Nó rẻ hơn mà. Đấy. Gà này nó kiểu như gà ta luôn. Gà thả đồi luôn ý, chả lấy tiền. Đấy, mình đã ướp sả này, ớt bột này. Với lại nước mắm, mì chính, hạt nêm. Đó, thì mình sẽ ướp vào đây. Lát nữa mình sẽ rang lên mọi người nhá. Rang lên ăn với cơm, cái loại này mà có mỡ mỡ ra nữa thì ăn với cơm thì tuyệt vời. Đấy. Đỗ ơi, hai gói đỗ mình làm ra được có tí thì mình phải thêm cà rốt vào cho nó nhiều thêm tí thì một đĩa nó mới được đầy đặn, chứ không có mấy hạt đỗ rồi mấy cây đỗ này. Thì đỗ này là mình mua nó giảm giá rồi nhá. Chỉ săn những lúc nó giảm giá mắm mua thôi. Thì nó 100 yên một hộp mà được có chục quả. Còn bình thường nó 200 hơn 200 yên một khay được chục quả thôi mọi người. Đấy, phải đợi giảm giá anh em đây ăn uống chi tiêu nói chung là vẫn phải rẻ là hàng đầu. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xào ốc với chuối đậu luôn mọi nhá. Nấu con đấy. Cái tiện mình đun bếp mình rang cái gà luôn. Mình cho một chút nước vào mình om một lúc cho nó nhừ nhừ ra một xíu. Bởi vì gà này là gà dai mà. Ai bên Nhật thì sẽ biết được cái loại gà này. Đây là hành với tỏi này. Tí phi hành tỏi thơm lên, bắt đầu cho ốc vào, cho chuối vào xào. Bắt đầu cho ít nước vào. Om. Ốc nấu chuối đậu. Ngon hết bài. Đây, bên này là gà. Đấy. Gà, gà không. Thôi bị gà không được. Gà này ít mỡ. Gà dai. Rồi, cháu ra phi mình tỏi đây này. Món này lâu lắm rồi không được ăn rồi. Không lúc nào cũng có chuối xanh đâu. Vô đâu là tổ trên mạng mình đặt như vậy. Còn hút mùi hơi ồn. Mùi nhỏ ấy. Thơm. Thơm quá, thơm quá. Rồi, cho ốc vào này. Thì là thơm nhiều phết đấy mọi người nhỉ. Thì thấy nhiều ốc phết đấy. Thì cũng không mắm. Đấy, rồi cho chuối vào nè. Quên bỏ đậu. Chuối. Cho chuối vào. Chuối vào. Và nó ngấm mỡ, ngấm một chút gia vị vào như này. Bây giờ chúng ta sẽ cho nước vào. Đó, mình đã cho nước vào rồi. Giờ om cho nó nhừ chuối ra, bắt đầu là cho nó sệt sệt một tí. Ok mọi người ơi, thì đang om hai món nhá.
một gà, hai là ốc chứa đậu này. Thì mình đã phải chuyển sang cái xoong này, bởi vì cái xoong này nó có cái nắp thì om nó mới được kín hơi, mới nhanh mềm chuối mọi người nhá, bởi vì cái chảo kia nó không có vung, em không có vung. Thì vậy còn quan trọng ở đây là cái hương vị chính của cái món ốc nấu chuối đậu này hôm nay này. Đây mọi người nhá, tía tô này, lá lốt này, đấy, hành lá đó. Cái quan trọng là phải có lá lốt mọi người, tía tô lá lốt. Thì cái tía tô này là mua ở siêu thị nó vẫn có, còn cái lá lốt này thì phải đặt trên mạng mọi người nhá. Ở Nhật họ không có cái tía tô này luôn, chắc ở khu nào đó người Việt Nam mình trồng ấy, người Việt Nam mình bán trên mạng. Thì nó mình mua về ăn dè ấy, ăn dè không dám ăn nhiều mọi người, không dám ăn nhanh ăn ăn mau cho hết, bởi vì là nó hiếm mà, lâu lâu đặt thì mới có chứ còn không phải lúc nào cũng có. Thế là nó cũng hơi thâm lá, nhìn nó cũng không được đẹp cho lắm. Và tía tô thì siêu thị cũng có bán nhưng mà nó cũng khá mắc, nó cũng chỉ được mấy lá thôi. Làm một ngày cơm của anh em tôi, bữa cơm 30/4/5 chứ. Đấy giờ dậy giờ nhà người ta đang rô hỏa lắm chứ, anh em tôi đọc này. Anh em ơi. Cơm đảm bạc đảm bạc cơ. Rồi ăn cơm. Cơm nha. Đấy. Rồi gọi nó không xuống nó báo đuổi về đánh đuổi về đây. Ừ. Ăn gọi tu náo đuổi về. Chuối ốc à? Ăn chuối ốc này. Là lốt thơm. Đi vay đậu thảo ạ.